Vâng, xin chào các bạn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là update PUBG Mobile phiên bản 0.9. Đây là cái link download này. Các bạn copy nó nhé. Vào web. Dán nó vào đây. Enter. Rồi, nó hiện ra một trang web này nhé. Các bạn kéo xuống. Kéo xuống bên dưới có phần tải về này, PUBG Mobile 0.9 này, ấn vào đây. Rồi, lại kéo xuống nhá. Nó cũng có phần tải về này nhá, ấn vào đấy. Rồi, chúng ta ấn download, download vào một cái ổ bất kỳ. Ấn tải xuống nhá. Cái này mình download rồi nên là không cần phải download nữa. Đây, mình vào cái file vừa nãy mình download, mình giải lén ra này, extra file này, ấn ok nhá. Mình giải lén rồi đấy. Đây, giải lén ra một file này đấy, ấn vào file đấy, vào bên trong file đấy, tìm PUBG Mo, PUBG APK 0.9 và cái com.tencenter này nhá, copy cả hai cái file đấy nhá, cùng một lúc nhé. Ctrl C này. Rồi, ok. Tắt đi này. Vào Git PC. Ấn tìm kiếm ở trên góc phải màn hình. Đây cái phần tìm kiếm này, search Git PC này. Ấn T tìm kiếm TX UM download. Ok, nó hiện ra này nhá. Rồi. Mình sẽ vào phần mobile game này nhé. Rồi paste cái file bạn vừa copy vào đây. Paste vào. Mình thì mình paste rồi nên là mình không cần paste nữa. Rồi tắt đi nhé. Paste xong thì chúng ta tắt đi. Rồi mình sẽ vào PUBG. Chúng ta sẽ vào PUBG này. Đợi cho nó load xong đã. Rồi, ở phần bên ngoài này nhá, có chữ thoát nhá. Chúng ta ấn vào thoát. Rồi, nó hiện sẽ hiện ra cái bảng nhảy. Mình sẽ ấn Shift này, F9 cùng một lúc nhá. Tổ phím Shift F9. Rồi, ok, hiện ra này. Mình sẽ vào browser. Ok. Hiện ra Google. Chúng ta sẽ tìm apkpure.com nhé. Nhớ là .com đấy. Rồi, hiện ra này. Ấn vào đây. Cái link đầu tiên đấy. Rồi, chúng ta ở đây, chúng ta lại ấn tìm kiếm tiếp. Đây, tìm kiếm phần góc phải màn hình ấy. Nó hiện ra này. Ấn tìm kiếm EX. Đây, EX file này, Explorer này. Mình không giỏi tiếng Anh nên là nói không đúng lắm. Đấy, nói chung là cái file đầu tiên này nhá. Tìm kiếm này. Ra cái file đấy nhá, ấn vào đây này. Chúng ta ấn download. Đấy, download. Cái dòng download này nhá. Mình thì mình down rồi nên là không cần phải down nữa. Rồi, ai đau xong nhé, ấn thoát này ra nhé. Đấy, ở phần download này, ấn vào download này. Nó sẽ hiện ra cái phần chúng ta vừa đau. Đây, mình đau tự nhiên bị đau hai cái, thế mới đau chứ. Đấy, ấn vào đây nhé, add file. Đấy, cái đấy, ấn rồi, ok. Intact này, open này, chờ một lúc. Rồi, ok, hiện ra này nhá. Chúng ta ấn vào ba cái gạch ngang này ở trên góc trái màn hình phía trên, ấn vào đấy. Rồi kéo xuống, tìm cái road này, đây cái phần road này.
Ban đầu thiết lập của nó là như này nhá, nó bị tắt nhá. Chúng ta bật nó lên là phần màu xanh. Rồi ok. Ấn vào bật cái đấy xong thì chúng ta ra ngoài ấn vào internal. Ok. Rồi chúng ta ấn vào cái gạch cái sược này nhá, nút sược này. Đây. Ấn vào đấy. Rồi, hiện ra bảng này, ấn data. Chúng ta tìm vào phần xe. Phần com tenkenter. Rồi, ok, hiện ra cái phần này nhá. Chúng ta sẽ đừng ấn vào vội nhá. Các bạn ấn vào xong rồi giữ chặt chuột nhá. Giữ chặt chuột trái cho mình nhá. Đây. Rồi ok, ấn giữ chặt thì nó sẽ hiện ra, còn ấn vào. Đây, như kiểu đây chúng ta ấn vào như này thì nó sẽ phân ra phần này nhá. Nếu mà ra phần này không tắt đi được thì chúng ta ấn vào cái thoát này này. Đấy. Đây, mình sẽ giữ chặt chuột. Rồi, nó sẽ có dấu tích ở đây. Chúng ta ấn vào copy. Copy xong. Chúng ta lại ra ngoài. Ấn vào cái nhà này nhá, nhà bên trên này. Đó, ok. Lại vào phần internal này nữa. Ấn vào phần Android OBB cái com tenkenter này thì chúng ta không cần phải giữ chuột chặt chặt chuột nhá. Ta chỉ cần tích vào thôi. Tích vào. Ok. Ấn vào paste. Nó đang paste cái file chúng ta vừa copy vào. Ok xong. Ấn vào red key nhá. Red key này. Ok, copy xong rồi. Chúng ta lại ấn vào cái nhà. Lại vào phần eternal. Android. OBB. Ở đâu? Phần này hơi sai sai nhá. Eternal này, sược này, data này, xe này, đúng không? Ok, chúng ta đây nhá, mình hướng dẫn lại từ đầu nhá. Ừ. Đây, download xong nhá, chúng ta ấn vào cái hộ, cái nhà con bên trên trên này nhá. Xong rồi ấn vào Eternal này, ấn vào cái dòng sược này nhá. Sược này. Ấn vào data này. Ấn vào phần xe này. Rồi nó hiện ra bảng này nhá. Có PUBG APK 0.9 nhá. Chúng ta ấn vào. Chúng ta ấn Intact.
Ok, open. Ok, xong. Chúng ta có giao diện mới, map mới luôn. Download map này. Để chơi nhé. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Các bạn nhớ ấn like và share cho mình nhé. Chúc các bạn chơi game vui vẻ. Cảm ơn.